Chào anh chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải, Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Chúng ta đang có những hình ảnh về bức tranh đa sắc màu tại thị trấn Địa Trung Hải với những căn shop house The Center, những căn shop house Sun Prima Blick Primavera, rất là nhiều màu sắc và hoàn thiện mặt ngoài hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thì chủ tư Sun Group đã hoàn thiện công trình lên đến 99% rồi và tháng 3 này thì đã bắt đầu bàn giao đến những tay những khách hàng đầu tiên, những chủ nhân của những căn shop house The Center đã đặt tiền mua cách đây gần 1 năm thì hiện tại anh chị đã bắt đầu chuẩn bị được nhận bàn giao. Tiếp tục câu chuyện về du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2022 đến 2025 thì năm 2020 du thuyền sang trọng trước đây chủ yếu dành cho khách quốc tế thì nay lại thu hút khách nội địa một cách mạnh mẽ. Trong 3 tháng hè thì du thuyền không đủ để bán. Từ tháng 1 của năm mùng 1 tháng 12 của năm 2021, 3 du thuyền ở Vịnh Hạ Long Quảng Ninh, Lan Hạ Hải Phòng, Nha Trang Khánh Hòa đều đã được book vào cuối tuần, thậm chí là cả Tết Nguyên Đán. Sản phẩm sắp tới của công ty du lịch Lux Group vẫn là khách nội địa cao cấp với những kế hoạch đóng tàu 150 cabin phục vụ khách trải nghiệm từ Vịnh, Lan Hạ tới Phú Quốc. Khách quốc tế chiếm đến 80% trước dịch Covid-19, song công ty Chua Medes xác định trong năm 2022 sẽ tập trung vào thị trường khách nội địa. Và giám đốc điều hành là ông Nguyễn Châu Á thì cho rằng người Việt có nhu cầu du lịch lớn, khả năng chi trả cao và trong mùa hè năm tới, chưa có nhiều khách quốc tế thì chúng ta sẽ khai thác là khách nội địa. Minh chứng cụ thể trong 2 năm qua khi có dịch Covid thì công ty đã phục vụ hơn 10.000 khách Việt. Tour Sơn Đoòng đã kín 95% trong năm 2022, hầu hết là du khách trong nước. Sẵn sàng đón rủi ro nhưng luôn lạc quan với thị trường du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2022. Chúng tôi xác định rằng nếu cứ ngồi yên chờ dông bão đi qua thì chỉ có thể bị nhấn chìm trước khi chúng ta có cơ hội vượt bão. Do vậy thì dẫu khó khăn chúng tôi vẫn quyết tâm lựa chọn thay đổi để thích nghi với tình hình mới. Đó là chia sẻ của chủ tịch Sun Group nói về quyết tâm vượt qua đại dịch. Trong những năm gần đây thì tập đoàn thay áo mới cho tất cả các dự án trên cả nước, bổ sung nhiều các sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời đón đầu cái xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, resort, suối khoáng nóng, Quang Hành, Quảng Ninh, quần thể vui chơi ngôi làng nhiệt đới ở Nam Phú Quốc, Kiên Giang. Đồng thời Sun Group cũng đã ứng dụng các giải pháp công nghệ, thông tin hiện đại giúp tối ưu hóa các hoạt động quản trị, kinh doanh và sản xuất kinh doanh. Năm 2022 này thì mục tiêu của tập đoàn là tiếp tục hoàn thiện những hệ sinh thái 3 chân kiềng, vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú và bất động sản cao cấp, đồng bộ, đẳng cấp trên cả nước. Tương tự thì chúng ta thấy ngành du lịch đã dần bước ra khỏi đường hầm, có thể thấy và nhìn đoán được tương lai. Bí quyết trong 2 năm qua luôn là sự chuyển đổi linh hoạt, tái cấu trúc, sáng tạo, phục hồi, sau đó phát triển, tinh gọn lại tổ chức, chuyển đổi từ phục vụ 100% khách quốc tế sang nội địa cao cấp và phát triển du lịch bền vững kết hợp với chăm sóc sức khỏe. Đó là những cái chia sẻ của những nhà đầu tư, những chủ đầu tư về cái kế hoạch xây dựng và phát triển cũng như là khách nội địa sẽ là cái dòng phân khúc chính của năm 2022. Để trở lại với để đưa cái ngành du lịch của Việt Nam trở lại thì chúng ta cần những giá trị nội tại trước và khách du lịch nội địa chính là một trong những cái kênh chính mà các tập đoàn lớn như Sun Group hay là các nhà đầu tư như anh chị chúng ta nên target vào trong giai đoạn ngắn hạn do dịch Covid chưa hoàn toàn được xóa sổ. Và hiện tại thì với những cái bất động sản shop house center hay là căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc hoàn toàn là một nơi trú ẩn an toàn ngay trong đại dịch dành cho dòng tiền của anh chị, cũng như là anh chị có thể tìm hiểu thêm về các cái mô hình kinh doanh tại đây. Như căn hộ thì chúng ta có thể kinh doanh Airbnb, hay là với shop house center thì anh chị có thể cho thuê hoặc chúng ta có thể làm rất nhiều các cái hạng mục ngành hàng.
Còn trong trường hợp mà anh chị không có nhu cầu kinh doanh thì chúng ta có thể giữ dòng tiền, giữ giá đồng tiền của mình bằng cách mua tài sản để chờ gia tăng giá trị bất động sản. Và anh chị nào đang quan tâm về những sản phẩm tại thị trấn Địa Trung Hải thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn, chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư Sun Group. Tiến độ mà hiện tại của Sovotex thì cũng đã lưng lên đến tầng sàn rồi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong các video sau.